làm mà muốn được sếp cưng, đồng nghiệp yêu mến thì mấy cái mẹo tin học văn phòng này nhất định bạn phải biết. Bình thường mà mấy bạn muốn chèn ô vuông có dấu tích hoặc là dấu ít thì mấy bạn chọn insert, sau đó chọn symbol rồi chèn từng cái vào. Nhưng mấy bạn có thể làm cách khác nhanh hơn. Muốn chèn ô vuông có dấu tích thì gõ 2611 bôi đen rồi bấm Alt+X. Còn ô vuông có dấu ít thì gõ 2612 bôi đen rồi bấm Alt+X. Muốn chèn dấu ít không thì gõ 2613 bôi đen rồi Alt+X. Muốn chèn ô vuông trống thì gõ 2610 bôi đen rồi Alt+X. Đây là bảng ký hiệu và con số đi kèm. Được cân hay không thì chưa biết, nhưng rõ ràng là khi sếp giao việc mình sẽ đỡ sợ hơn. Bạn cần gì đó có thế đây. Mình biết là các bạn sắp thi rồi, đặc biệt là thi trung học phổ thông quốc gia. Rất khó để chúng ta có đủ kiến thức và đủ thời gian để hoàn thành tất cả các câu hỏi trong đề thi. Ai rồi cũng phải khoan lụi thôi. Quan trọng là khoan lụi có cơ sở. Thứ nhất là trong một câu sẽ có 3 đáp án gần giống nhau. Ví dụ câu này sẽ có 3 đáp án là chu kỳ 4. Mình có thể loại đáp án C vì nó khác nhất. Đáp án bị loại thì thường có một vế đúng. Ở đây là nhóm 8B. Đáp án A vừa có chu kỳ 4 vừa có nhóm 8B nên mình sẽ chọn A. Thứ hai, dữ liệu nào xuất hiện nhiều lần trong đáp án có thể dữ liệu đó là đúng. Chúng ta có thể thấy nhôm, chrome, bari, vàng và kẽm chỉ xuất hiện một lần. Còn sắt, đồng, bạc thì xuất hiện đến 2 lần. Mình sẽ chọn đáp án có chứa dữ liệu được xuất hiện nhiều lần. Thứ ba là hai đáp án gần giống nhau thì một trong hai cái thường đúng. Đáp án C và D đều có 5,6 và khác nhau ở dấu cộng trừ. Dấu trừ xuất hiện 3 lần trong đáp án nên mình sẽ chọn đáp án C. Học sinh sinh viên không khoanh lụa đời không nể. Bạn cần gì đó có ở đây. 5 phút nữa là bài tự luận cho cô nha. May quá, mình xong bài rồi. Ủa, như một đợt tự động chưa làm. Đừng lo bạn ơi, 2 phút là xong. Nếu mà các bạn gõ tay như thế này thì rất mất thời gian. Khi các bạn chọn mà một mình muốn, nó cũng không hiện ra nội dung bạn muốn. Đầu tiên các bạn phân biệt các đề mục theo cấp bậc. Ví dụ ở đây chương là lớn nhất. Mình sẽ bôi đen những mục như chương 1, chương 2, chương 3 và chọn nó là heading 1, giống như là level 1. Chọn xong thì nó sẽ bị thay đổi định dạng. Các bạn chọn vào đây để chỉnh lại. Chọn cho mình heading 1, nhấn vào đây chọn modify, sau đó chỉnh lại màu sắc, phông chữ, cỡ chữ tùy ý. Tương tự như mục 1 nhỏ, 2 nhỏ mình sẽ chọn là heading 2. 1.1, 1.2, 1.3 là mục nhỏ hơn mục 1 thì mình bôi đen nó rồi chọn heading 3. Làm tương tự với những mục nhỏ hơn nha. Mấy bạn chọn giúp mình mục này, xong rồi chọn cái này nha. Chọn cho mình mục đầu tiên, vậy là xong rồi đó. Bạn cần gì đó có ở đây.